Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhiều băn khoăn về tính khả thi của dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Một số ý kiến cho rằng cần xác định mục tiêu hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải chung chung. Đơn độc trong sản xuất hay người nông dân còn thiếu kỹ năng tổ chức, định hướng đầu ra cho cây trồng vật nuôi. Câu chuyện đến hẹn lại lên về những cuộc giải cứu nông sản sẽ được phân tích trong tiêu điểm. Hội thi gói nấu bánh chưng, giã bánh dày, một trong những hoạt động văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc nhân dịp mùng 10 tháng 3 âm lịch, giỗ tổ Hùng Vương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, triển lãm Tổng Bí thư Lê Duẩn, cuộc đời và sự nghiệp đã chính thức mở cửa từ chiều ngày 5 tháng 4 tại thủ đô Hà Nội, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn ngày 7 tháng 4 năm 1907, ngày 7 tháng 4 năm 2017. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã tới dự và cắt băng khai mạc triển lãm. Gần 300 ảnh, tài liệu và hiện vật được trưng bày đã giới thiệu một cách khái quát về thân thế và sự nghiệp cách mạng, cũng như những đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Xuất thân từ một gia đình có truyền thống yêu nước ở tỉnh Quảng Trị, cố Tổng Bí thư Lê Duẩn là một trong những đảng viên thế hệ đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương, trưởng thành trong đấu tranh cách mạng trên các cương vị Bí thư xứ ủy Trung Kỳ, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng, Bí thư xứ ủy Nam Bộ, Bí thư Trung ương Cục miền Nam, rồi Bí thư thứ nhất. Tổng Bí thư Lê Duẩn đã cùng với ban lãnh đạo của Đảng hoàn thành xuất sắc tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn. Triển lãm mở cửa từ nay đến tháng 5 năm 2017. Chiều ngày 5 tháng 4, tại buổi tiếp tư lệnh lực lượng quốc phòng Thái Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao lập trường nhất quán của Thái Lan trong thời gian qua về các vấn đề chung của khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông. Đồng thời đề nghị lãnh đạo quân đội hai nước tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu tìm ra các hình thức hợp tác hiệu quả khả thi nhằm triển khai đầy đủ hiệu quả các thỏa thuận đã ký. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chính phủ Việt Nam ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để quân đội hai nước tăng cường hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện thỏa thuận đã ký và coi đây là một nội dung quan trọng của nội hàm mối quan hệ đối tác chiến lược. Tư lệnh lực lượng quốc phòng Thái Lan Surabong Suanakhat khẳng định quân đội hai nước thống nhất thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa các lực lượng không quân, hải quân, lục quân, hợp tác trao đổi thông tin tình báo vì mục tiêu đảm bảo quốc phòng an ninh của mỗi quốc gia và vì hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới. Ngày 5 tháng 4, tại phiên họp toàn thể lần thứ 7 của Ủy ban Quốc gia APEC 2017, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, trong quý 2 này, các hoạt động của năm APEC Việt Nam 2017 sẽ tập trung vào các hội nghị các bộ trưởng phụ trách thương mại, đối thoại chính sách cao cấp về phát triển nguồn nhân lực, đối thoại cao cấp về du lịch bền vững, hội nghị quan chức cao cấp tài chính và gần nhất là hội nghị quan chức cấp cao lần thứ 2. Trên tinh thần này, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan và thành phố đẩy mạnh công tác chuẩn bị, bảo đảm đúng tiến độ đề ra, đồng thời nghiêm túc thực hiện phương châm tiết kiệm, chu đáo và trọng thị. Các bộ ngành và địa phương cần tích cực phối hợp triển khai các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong dịp này để giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách đã bế mạc vào chiều ngày 5 tháng 4 sau 3 ngày họp. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì lễ bế mạc. Trước đó, trong buổi sáng, các đại biểu cho ý kiến về dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đánh giá cao việc đơn vị soạn thảo đã tiếp thu các góp ý tại kỳ họp trước. Nhưng các đại biểu vẫn băn khoăn về tính khả thi của dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Một số ý kiến cho rằng nhiều quy định vẫn còn chung chung, chưa làm rõ được hình thức hỗ trợ, nguồn lực hỗ trợ hay tiêu chí xác định doanh nghiệp được hỗ trợ. Với một cái tiêu chí là doanh nghiệp có doanh thu dưới 300 tỷ một năm, thì hiện nay chúng ta có tới 98,55% các doanh nghiệp nằm trong đối tượng này. Với một cái tiêu chí là doanh nghiệp có lao động dưới 300 người, thì chúng ta có đến 97,96% doanh nghiệp. Và như vậy, nếu như chúng ta định lượng hai loại tiêu chí như thế này, thì về cơ bản là chúng ta có đến xấp xỉ 98% doanh nghiệp là cần phải được hỗ trợ. Thì làm sao mà có đảm bảo nguồn lực được? Cái luật này chúng ta nên sắp xếp xem xét lại để tập trung vào một số cái nhóm chính sách mà có thể tác động hiệu quả và thực thi. Thứ nhất là cái đấu thầu, thứ hai là tiếp cận thị trường,
hiện nay là những cái điểm kém, điểm yếu mà doanh nghiệp nhỏ và vừa có các khả năng. Cái thứ ba là chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp. Dự thảo luật mới nhất đã bổ sung quy định doanh nghiệp nhỏ và vừa được tư vấn xây dựng phương án sản xuất kinh doanh khả thi, nâng cao năng lực quản trị, minh bạch hoạt động. Theo một số đại biểu, đây là những điểm yếu khiến các doanh nghiệp này rất khó tiếp cận vốn vay ngân hàng. Tổng cái số doanh nghiệp của chúng ta, doanh nghiệp vừa và nhỏ là trên 90%, nhưng mà cái số dư nợ là chỉ chiếm 27% thôi. Thì chúng ta thấy là không thể phát triển được nếu không có cái chính sách mới rõ ràng hơn, mạnh mẽ hơn thì là cái luật này khó đi vào cuộc sống. Theo tôi nghĩ then chốt nhất vẫn là vốn, mà vốn thì vẫn ách tắc, không có cái gì mới cả, chưa có gì mới. Có thể bổ sung về việc hỗ trợ cả các thủ tục hành chính, qua đó có thể hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, giảm thiểu các cái chi phí gia nhập thị trường, chi phí tuân thủ pháp luật, các loại phí, lệ phí đang bủa quay doanh nghiệp, chi phí hành chính, chi phí quản trị doanh nghiệp và nghĩa vụ thuế. Vì những hỗ trợ này đồng nghĩa với việc là các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được cắt giảm các khoản chi phí đầu vào trong quá trình sản xuất. Tại phiên thảo luận, một số đại biểu đề nghị cần tăng cường thêm nội dung hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa vì khu vực này đang rất yếu về mảng pháp lý. Đồng thời cho biết, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa rất mong mỏi dự thảo luật ra đời. Chỉ cần thực hiện được 50% những quy định cũng rất đáng để làm. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có kết luận về phương án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam. Trong đó, Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải rà soát, nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, theo hướng điều chỉnh quy mô quy hoạch tuyến cao tốc Bắc Nam thành 6 đến 10 làn xe cho phù hợp với tình hình phát triển thực tế của đất nước, thực hiện các mốc lộ giới để quản lý quỹ đất theo quy hoạch. Thủ tướng yêu cầu thực hiện giải phóng mặt bằng toàn tuyến các đoạn sẽ được tiếp tục đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 và sau năm 2020 theo quy mô quy hoạch đã được phê duyệt. Trong kết luận, Thủ tướng cũng đồng ý phương án nhà nước hỗ trợ 55.000 tỷ đồng đầu từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ trong giai đoạn 2016-2020 để thực hiện các dự án, giao Bộ Giao thông Vận tải lập lại báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trình Thủ tướng Chính phủ. Với thành phố Cần Thơ, tổ chức công bố và triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Lãnh đạo của 13 tỉnh thành trong khu vực cùng nhiều công ty lữ hành khách sạn đã đến tham dự hội nghị. Quy hoạch lần đầu tiên xác định hai không gian phát triển du lịch ở đồng bằng sông Cửu Long, phía Tây gồm 7 tỉnh và phía Đông gồm 5 tỉnh, với sản phẩm đặc trưng của từng vùng. Đặc biệt trong thời gian tới thì các tỉnh thành sẽ tập trung phát triển 5 khu du lịch quốc gia gồm Thới Sơn của Tiền Giang Bến Tre, Phú Quốc của Kiên Giang, Năm Căn của Mũi Cà Mau, Tràm Chim, Láng Sen, Đồng Tháp, Long An, Núi Sam của An Giang. Quy hoạch cũng nhấn mạnh vai trò nhiệm vụ của từng tỉnh thành trong vùng để tránh chồng chéo. Cụ thể, thành phố Cần Thơ và đảo Phú Quốc sẽ trở thành trung tâm du lịch và điều phối khách cho toàn vùng. Thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang sẽ là vệ tinh. Thưa quý vị và các bạn, lập tổ giám sát đặt 2 trạm kiểm định ngay tại Formosa trong vòng 3 năm, đồng thời kiểm tra định kỳ hàng tháng là những biện pháp giám sát môi trường mà Bộ Tài nguyên Môi trường cùng với tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện trong thời gian qua. Và ngày 5 tháng 4 vừa qua, đoàn công tác của Bộ cùng các nhà khoa học đã có kết luận liên quan đến công tác khắc phục sau một năm sự cố môi trường xảy ra ở miền Trung. Thực hiện nghiêm túc, đúng nội dung, tiến độ như đã cam kết là đánh giá của đoàn công tác sau khi kiểm tra tổng thể trên thực địa các công trình bảo vệ môi trường ở Formosa. Từ xây dựng bổ sung các hạng mục xử lý đến lắp đặt thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, cơ bản đều đã hoàn thành. Kết quả kiểm tra tiến độ thực hiện các hạng mục công trình bảo vệ môi trường bổ sung theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy, đến nay công ty Formosa đã khắc phục được 52 trên 53 lỗi vi phạm. Còn một lỗi là chuyển đổi từ dập cốc ướt sang dập cốc khô theo lộ trình sẽ hoàn thành vào năm 2019. Để nâng cao hiệu quả xử lý chất thải, đoàn công tác yêu cầu công ty Formosa đưa các hạng mục đã cải thiện vào vận hành, đặc biệt để đảm bảo tính ổn định của trạm xử lý nước thải sinh hóa trước khi vận hành thử nghiệm lò cao số 1 và xưởng luyện thép, thì đoàn công tác đề nghị công ty Formosa khẩn trương đưa 2 đơn nguyên của trạm này cùng vận hành trong giai đoạn hiện nay. Với những cái công trình mà cải tạo và khắc phục cho đến thời điểm 31 tháng 3 thì cơ bản là về phía Formosa đã đáp ứng để có thể đủ điều kiện để cho phép Formosa
bắt đầu vận hành thử nghiệm lò cao được. Tất nhiên cái việc này thì về phía đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên Môi trường, chúng tôi cũng sẽ trên cơ sở kết quả của đợt kiểm tra này sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ để cái việc cho chính thức cho Formosa có thể vận hành lò cao chính thức trong thời gian sắp tới. Đoàn công tác cũng cho biết, ngoài tổ giám sát thường trực trong 3 năm tại Formosa, thì Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Hà Tĩnh, các bộ ngành và các chuyên gia về môi trường giám sát định kỳ và đột xuất quá trình vận hành của Formosa. Trong phần tiếp theo của bản tin, nâng cao năng lực quy hoạch và dự báo thị trường để người nông dân không rơi vào cảnh làm ra nông sản rồi phải đem đi đổ bỏ như cái kết đắng đến hẹn lại lên trong nhiều năm qua. Tiêu điểm của bản tin thời sự. Mang tri thức đến với những nơi khó khăn và xa xôi nhất cả nước, câu chuyện đẹp về những người gõ đầu trẻ cắm bản dạy chữ ở vùng núi đá. Thưa quý vị và các bạn, quý 1 năm 2017 thì xuất khẩu nông lâm thủy sản của cả nước đạt được 7,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,6% so với cùng kỳ của năm 2016. Trong đó rau quả vẫn là mặt hàng có mức tăng trưởng ấn tượng lên đến là 23,1%. Tuy nhiên, cũng trong những tháng qua, sản xuất nông nghiệp đã gặp không phải ít khó khăn. Từ đầu năm đến nay thì chúng ta đã phải chứng kiến hai cuộc giải cứu nông sản đối với mặt hàng chuối ở tỉnh Đồng Nai. Và những ngày này là dưa hấu ở tỉnh Quảng Ngãi. Ở nhiều địa phương thì giá rau củ quả đã giảm mạnh đến mức nông dân đã thả bỏ trên ruộng còn hơn là quy hoạch vì thu không đủ bù chi. Những hình ảnh bên cạnh tôi đây, quý vị có thể thấy những hình ảnh thật là chua xót nhưng mà rất là quen thuộc trong hàng chục năm qua. Dưa hấu thì hư trên đồng ruộng. Còn trên tay tôi là một tờ tiền mệnh giá là 500 đồng. Tôi nghĩ tờ tiền 500 đồng này với một xã hội phát triển như ngày nay thì chúng ta chả mua được gì cả. Thế nhưng, đây là giá của 1 kg chuối. 1 kg chuối từ 15.000 đồng, giờ chỉ còn 500 đồng 1 ký. Và cuối cùng là chúng đã trở thành thức ăn cho dê và gà như thế này đây. Từ nhiều ngày nay thì những hoạt động của nhiều cá nhân tổ chức chung tay kêu gọi và cùng nhau thực hiện để giải cứu nông sản đã được diễn ra. Mỗi trái dưa là một tấm lòng. Những tấm biểu ngữ như trên màn hình đã được dăng lên khắp chiều dài của đất nước và tạo ra một hình ảnh hết sức xúc động về tình đồng bào. Từ những cuộc giải cứu chuối rồi đến dưa hấu, thì rõ ràng có thể thấy là tinh thần giúp đỡ nhau trong hoạn nạn là điều hết sức trân quý cũng như là đáng trân trọng. Nhưng ở đây chúng ta cũng phải nhìn nhận một thực tế rằng là cách tiêu thụ như vậy hoàn toàn không phải là một thị trường bền vững cho nông sản Việt Nam. Bởi vì không chỉ có chuối và dưa hấu, ở nhiều cánh đồng từ miền Bắc đến Đà Lạt thì chuyện nông dân bỏ rau trên ruộng do giá quá rẻ cũng đã diễn ra trong những tháng đầu năm 2017 này. Cà chua chín đỏ gốc nhưng không ai hái. Su hào vứt trên ruộng. Còn những chiếc bắp cải còn tươi vẫn bị quốc bỏ để chuẩn bị cho một mùa vụ mới. Với những người nông dân này, vụ vừa rồi coi như mất trắng bởi giá rau rẻ như cho. Coi như năm nay làm thì không có cái gì được ăn. Cũng chán chả nhẽ để đất không. Hợp tác xã Đức Huy có 5 hecta rau sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Nhưng kể cả rau sạch thì cũng không ai mua. Hàng chục tấn cà chua đã phải đem chôn bởi có thời điểm chỉ còn 1.000 đồng một cân. Rất là được mùa mà tư thương của nó đến thì họ cũng mua rất là ít. Họ cũng bảo là các nơi đều được mua cả. Tôi phải dỗ đi mới để thối nhiều. Là cà chua thối rụng chín cả rãnh rồi chán cũng không muốn thu nữa. Tại vì thu bán nó không được cái giá, nó không đủ tiền giá để công nhân ấy. Ngoài rau quả như phản ánh vừa rồi thì các mặt hàng thịt cũng đang trong tình trạng tương tự. Sản lượng thịt gia cầm và thịt lợn của Việt Nam đang ở mức khá là cao. Cả nước hiện có khoảng 29 triệu con lợn, tức là tính trung bình thì cứ 3 người thì là một con lợn. Thế nên ngay trong cuộc họp báo vào ngày 4 tháng 4 vừa qua thì Cục Chăn nuôi đã khẳng định rằng năng lực sản xuất thịt trứng sữa trong nước đã vượt quá nhu cầu tiêu thụ nội địa. Thậm chí mới đây thì Bộ Nông nghiệp cũng đã phải yêu cầu các tỉnh thành ngừng cấp phép xây dựng mới nhà máy thức ăn chăn nuôi và ngừng tăng đàn lợn. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này một phần là do nông dân sản xuất theo phong trào. Nhưng chúng ta không thể nào đổ lỗi hết cho người nông dân,
mà phải nhìn nhận một phần là do công tác tổ chức sản xuất, quy hoạch và dự báo thị trường của chúng ta chưa hề tốt. Một nguyên nhân nữa là chuyện công nghệ bảo quản sau thu hoạch của chúng ta cũng không tốt và chưa có những chính sách phù hợp để mà gắn kết người nông dân với doanh nghiệp, từ đó tạo chuỗi giá trị cho hàng hóa. Trong cuộc họp báo quý 1 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng diễn ra vào ngày 4 tháng 4, thì lãnh đạo Bộ cho biết hiện nay Bộ đang tìm mọi cách để xúc tiến thương mại và khai thông được thị trường Trung Quốc, bởi đây là một thị trường rất lớn. Chỉ cần họ có thay đổi nhỏ là sẽ có mặt hàng nông sản trong nước gặp khó khăn. Vấn đề ở đây quản lý nhà nước chính là dự báo và khai thông thị trường. Chúng ta đã cố gắng lắm đối với thị trường Trung Quốc. Nhưng chúng ta cũng biết rằng thị trường Trung Quốc cái tiểu ngạch các bạn đang mong muốn quản lý cho nó minh bạch, mà chúng ta phải ủng hộ như thế. Cho nên chúng ta đã liên tục bàn với bạn khai thông từng bản, từ gạo. Gạo thì bây giờ bạn mới thừa nhận chúng ta được 24 cái doanh nghiệp. Lợn và gà vẫn là chính. Bây giờ đang đàm phán với bạn để chúng ta chính thức hóa cái thị trường chính ngạch. Một câu chuyện được nhắc đi nhắc lại trong nhiều năm qua, đó là chuyện đa số người nông dân Việt Nam vẫn còn đơn độc trong sản xuất. Bởi nếu như có thể liên kết với doanh nghiệp, được định hướng, được đặt hàng, thì chắc chắn họ sẽ không rơi vào cảnh làm ra nông sản rồi phải đem đi đổ bỏ như những ngày vừa qua. Chính vì vậy, không chỉ khai thông về thị trường Trung Quốc, những nghiên cứu bài bản về thị trường cũng như là quy hoạch sản xuất là một vấn đề cần được quan tâm vào lúc này. Chúng ta không có dự báo được, chúng ta không có cái đội ngũ và thông tin và phát triển thị trường chuyên nghiệp để từ đó mới đưa ra cảnh báo quay lại cái khâu sản xuất. Đấy, ngay hoặc là ngay cả với thị trường Trung Quốc thì vẫn là làm ăn thông qua các tài xích, tức là một dạng cỏ. Mà không biết là hiện nay bên Trung Quốc, ví dụ như trái cây chẳng hạn, là họ sản xuất rẻ hơn mình rồi. Mà vụ của họ là cũng trùng với vụ của mình. Mà bây giờ đưa sang mỗi miền Nam Trung Quốc thì làm sao mình cạnh tranh nổi? Thứ nhất ý, ở cấp địa phương ý, thì bây giờ phải xác định xem là những mặt hàng nào là mặt hàng địa phương có lợi thế. Sau đó đấy, tập trung xây dựng một cái chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ vùng chuyên canh cho đến các cái cụm công nghiệp và thương mại để hỗ trợ, và cuối cùng là đưa ra thị trường. Đối với ở cấp trung ương ý, thì phải xác định xem là những cái mặt hàng nông sản chính ý, thì cân đối cung cầu như thế nào, và trên cơ sở đó xác định và bảo vệ các cái quy hoạch về cung và cầu của những mặt hàng chính một cách kiên quyết, tức là phải có giải pháp để mà xử lý trong trường hợp thừa cung. Và tiếp theo đấy thì tiến hành các cái nghiên cứu thị trường để mà xác định xem là thị trường cho những cái mặt hàng chiến lược của đất nước là ở đâu. Có một thực tế là người nông dân Việt Nam cho đến giờ dù đã có hàng ngàn năm canh tác nhưng thực chất mới chỉ có vài chục năm kinh nghiệm thị trường. Vì vậy không khó để lý giải sự thua thiệt của chúng ta trong những năm vừa qua. Nhưng những thất bại trên thương trường lại chính là tiền đề để người nông dân trở nên chuyên nghiệp hơn và làm ăn một cách bài bản hơn. Vấn đề là họ cần phải được sự định hướng và sự hỗ trợ từ nhà nước, doanh nghiệp và chính quyền của các địa phương. Bản tin sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 5 tháng 4 tại thủ đô Hà Nội, giáo sư Kazuchio thuộc trường Đại học Hitotsubashi của Nhật Bản đã có buổi thuyết trình về sáng tạo tri thức tại Việt Nam. Ông là người có kinh nghiệm lâu năm trong việc giảng dạy về quản trị tri thức, quản lý thay đổi và lãnh đạo đại học tại nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới. Tại buổi thuyết trình, thì giáo sư Ichizo đã chia sẻ về lý thuyết sáng tạo tri thức, tầm quan trọng của việc tạo ra tri thức trong quá trình phát triển của Việt Nam hiện nay, cũng như là vai trò của lãnh đạo đối với việc sáng tạo tri thức và áp dụng lý thuyết này trong tổ chức. Giáo sư Ichizo cũng nhấn mạnh rằng trong bối cảnh Internet và trí tuệ nhân tạo đang ngày càng phát triển, thì người lãnh đạo có thể dựa vào đó để thúc đẩy phát triển và quản lý tri thức trong tổ chức. Ông cũng đánh giá Việt Nam có thể tham khảo mô hình quản lý và sáng tạo tri thức tại hai doanh nghiệp lớn của Nhật Bản hiện nay là Honda và Toyota, ứng dụng vào việc cải thiện cách vận hành của chính phủ, giải quyết các vấn đề xã hội, từ đó đóng vai trò dẫn đầu tạo ra sự đổi mới tại khu vực Đông Nam Á. Có thể quý vị khán giả sẽ không thể hình dung được, để có thể dạy chữ ở những vùng khó khăn và xa xôi nhất cả nước thì những giáo viên phải cắm bản, phải vượt qua những điều gì.
Mời quý vị hãy cùng phóng viên của bản tin thời sự đến với các thầy giáo ở điểm trường xa nhất và cao nhất, thường xuyên giá lạnh nhất và nghèo nhất của tỉnh Cao Bằng. Đó là xóm Lũng Mần, huyện Bảo Lâm, để hiểu thêm về sự hy sinh của các giáo viên cắm bản ở nơi đây. Chín giờ tối, các thầy vừa kết thúc việc đi vận động học sinh. Có gia đình cách đây 4 cây số đi bộ hơn 1 tiếng đồng hồ. Bố mẹ các em đi nương cả ngày chỉ có thể gặp vào buổi tối. Điểm trường chưa có điện, những bóng đèn từ năng lượng mặt trời được sử dụng tiết kiệm để soạn bài. Lên thì chưa có đường lên đây, phải leo thang đi bộ lên đây. Lúc đấy là chưa có đường xe lên đây. Tiếng chống trường đặc biệt lúc 6 giờ sáng. Không phải báo giờ vào lớp, mà để báo rằng từ lúc này thầy đang đợi các em đến trường. Từ khắp các bản làng, các em bắt đầu rủ nhau đi học. Lớp 1, lớp 2 bao giờ cũng đông học sinh nhất. Các em học những con số, con chữ đầu đời. Em mong muốn là nói chuyện được như thầy. Dạy em là học toán ấy, phải cố gắng học đi. Sau này đi chợ có biết đếm tiền đấy, còn biết bán gà, bán ngan, bán dê, bán bò, còn biết là bao nhiêu tiền, bằng này là nhiều hay ít. Những trang sách này vẫn theo thầy trò ở đây qua rất nhiều năm học. Đây chỉ là một trong số những khó khăn mà giáo dục vùng cao đang trải qua. Thế nhưng chưa một ai, dù là thầy hay trò, có ý định nản chí hay không muốn tiếp tục gắn bó với nơi này. Bởi vì chỉ cần khi tiếng trống trường vang lên, thầy giáo lại nhìn thấy những học sinh thân yêu của mình đang vượt qua những khe núi đá từ rất nhiều bản làng để đến đây học cái chữ. Thì đó là ước nguyện và mong muốn của tất cả các giáo viên vùng cao. Trường có việc gì, người dân trong bản cũng sẵn sàng đến giúp. Hôm nay là đi kéo nước đầu nguồn về cho nhà trường. Chưa đến mùa mưa nên nước ở đây rất khan hiếm. Các thầy ở đây thì cùng giúp đỡ mấy làng uống an, vận động các cháu học sinh thế. Không có gì khó cả, mình nghĩ thế thôi. Là mình sẽ làm được. Không gì là khó khăn cả. Sự thay đổi nó sẽ nhanh, sẽ diễn ra nhanh. Nó tích cực, theo hướng tích cực là mình thấy cảm thấy ấm lòng. Bản quanh năm mịt mù, sương phủ giá lạnh. Những thầy giáo tình nguyện lên và ở lại đây để nhận lại sự ấm áp của thành quả dạy chữ. Những em nhỏ biết viết rồi biết đọc, chỉ đơn giản vậy thôi. Tay ra em. Thưa quý vị và các bạn, đến hẹn lại lên, hội thi gói bánh chưng giả bánh dày lại diễn ra rộn ràng tại sân quảng trường khu di tích lịch sử Đền Hùng. Hội thi là một trong những hoạt động văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc nhân dịp mùng 10 tháng 3 âm lịch, Dỗ Tổ Hùng Vương. Đây cũng là dịp giới thiệu quảng bá rộng rãi những giá trị văn hóa vùng đất tổ đến đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Hội thi năm nay có sự góp mặt của 14 đoàn, trong đó có một đoàn tới từ thủ đô Hà Nội. Ở nội dung thi gói nấu bánh chưng, các đội có thời gian 10 phút để gói bánh, nhưng cả 14 đội đều hoàn thành trước thời gian. Việt Trì là đội hoàn thành phần thi này sớm nhất với 4 phút 20 giây. Ở nội dung giã bánh dày, các đội có thời gian 30 phút để thổi sôi và có 15 phút để giã và bắt bánh dày. Do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nên các đội đều đã hoàn thành phần thi sớm. Để có được một cái sản phẩm bánh chưng bánh dày như ý để dâng hùng là nó cả một quá trình. Thì chúng tôi nó là truyền thống và vẫn có câu ca đó là dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày dỗ tổ 10 tháng 3. Hội thi gói nấu bánh chưng, giã bánh dày trong những ngày đồng bào cả nước nô nức chảy hội đền Hùng là dịp để con cháu thành kính tri ân công đức các vua Hùng nhằm tôn vinh những sản phẩm được chế biến từ hạt gạo. Điều mà mong mỏi của chúng tôi rằng là cái hội thi này sẽ được lan tỏa tới các địa phương trong cả nước để làm sao cái hội thi này cũng được mở rộng hơn nữa. Tôi thấy là đây là một cái phong trào rất là rầm rộ. Từ đền Hùng thì hiện nay đã có nhiều hội thi về bánh chưng, bánh dày trong cả nước. Sau một ngày tranh tài sôi nổi, ban tổ chức đã trao giải nhất nội dung gói nấu bánh chưng cho đội Cẩm Khê ở nội dung giã bánh dày, giải nhất thuộc về đội Hà Nội. Các đội giành giải nhất năm nay sẽ được dâng bánh chưng và bánh dày lên vua Hùng dịp Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng năm sau.
Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin thời sự tối nay của Đài Truyền hình Việt Nam. Quý khán giả có thể truy cập vào trang web vtv4.vn hoặc kênh YouTube của Ban Truyền hình Đối ngoại VTV Fargo để theo dõi lại 25 phút phát sóng của bản tin. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.